Xin chào mọi người, hiện tại là Bằng đang ở Bakerfield mọi người ơi. Và lâu lắm rồi Bằng mới quay video cho mọi người coi nè. Đây, hôm nay là đầu tháng 3 rồi, tưởng là coi như là kỳ này lên là coi như là không còn hoa để quay cho mọi người coi rồi. Nhưng mà sao may mắn là lên đây vẫn còn hoa nha. Hồi nãy giờ chạy từ ở dưới, từ vô Bakerfield tới giờ luôn là coi như có vài cái vườn là còn hoa thôi. Nhưng mà cái vườn này coi như là nở rộ nè, hoa còn nhiều nè mọi người. Hoa đẹp quá trời luôn ha. Đó, đã chưa? Quá đã luôn. Cũng rất là đông người nha, coi như là chắc cái tuần này là tuần cuối của cái hoa almond rồi. Nhưng nếu mà chắc thêm tuần nữa là chắc rụng không còn cái bông luôn á. Bây giờ cũng rụng đã nhiều rồi, cây đã bắt đầu ra lá rồi. Nhưng mà bây giờ là mình sẽ tranh thủ, mình quay trước. Mà cái anh chủ vườn ở chỗ này cũng dễ thương lắm mọi người. Hồi nãy chạy vô, anh thấy anh cũng chào. Nghĩa là chắc anh cũng biết là nhiều người cũng thích tới đây để chụp ảnh á. Tí nữa Bằng sẽ để địa chỉ dưới cái video này, để cho năm sau mọi người có đi thì mọi người ghé đây để chụp hình cho đẹp ha. Vườn này thì cũng rất là lớn, nhưng mà cây thì không được lớn giống như cái vườn cây năm trước mà Bằng đi. Nhưng mà vườn này thì rất là lớn nha, có rất là nhiều cây luôn á. Hoa quá đẹp nè, mọi người thấy đã không? Quá trời đã luôn. Dài tới đây luôn nha, rất là dài nha. Đó. Bây giờ thì Bằng sẽ đi ra ngoài để quay bé Ân với bé Chi. Hai đứa nó đi với mẹ, nó không biết đi đâu rồi. Bây giờ phải kiếm nó nè. Có nhiều người họ thay đồ xong lên đây họ chụp hình, mặc những cái bộ đồ rất là đẹp nha, có bộ đồ của Nhật Bản nha. Chị đi cho mặc bộ đồ của Nhật Bản rồi, bên đây là mặc bộ đồ giống như kiểu phương Tây vậy mọi người. Hello, hi với Reese, hi với Che. Hai đứa làm gì đó, hai đứa đang làm gì đó, hai đứa chạy đi, hai đứa chạy lên đi theo nè. 1 2 3 chạy. Chậm thôi, đúng rồi. Nhìn lại ba nè, chạy nhìn lại nè. Ô, coi chừng té nha, chạy ra ngoài nè, chạy. Ôi. Ân, con chạy ở ngoài, sao chạy vô đó Ân? Chạy ở ngoài nè. Rồi, thôi được rồi, quay lại đi. Quay lại, mấy đứa quay lại, quay lại. Quay lại đây. Chạy kìa cháy, chạy kìa cháy. Chạy, 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 chạy. Cho mày đứng ngoài bên này mà. 1, 2, 3, chạy. Chạy, 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 chạy. Chạy, chạy, chạy. Chạy, 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 chạy. Giờ là nhà của Bằng đang ở cái Murray Farm mọi người, ở Bakerfield luôn. Đây là cái bản đồ cái farm này mọi người, cũng khá là rộng nha. Lần đầu tiên Bằng ghé farm này. Trong cái chuyến đi coi hoa almond ở Bakerfield là Bằng ghé ở đây luôn để cho mấy bé Ray với bé Jay nó chơi. Ân qua đây với ba. Ô, có bạn mèo gần. Bạn thấy bạn mèo không? Có bạn mèo kìa. Đừng lại gần bạn nha, đứng xa thôi. Đúng rồi, mình lại gần bạn sợ. Đứng xa thôi. Đây là cái farm nha mọi người. Yeah, but keep a distance. Ở đây cây olive mọi người. Cái farm này họ trồng nhiều cây ăn trái lắm nha. Ở đây có mấy cây olive nữa. Hả? Dạ có, dạ có. Đang chạy vô á. Chứ đang chạy vô á. Nãy nói anh chạy nhanh quá, chắc anh nghe vậy chứ giờ anh chạy chậm lại. Hello JD and Racy. Yeah, bà thấy rồi. Hai bạn đâu rồi? Dạ, tại Ethan thương mèo, Ethan không có sợ mèo. Mẹ trông giữa mèo luôn nè. Chị sợ mèo không? Không. Chị không sợ mèo luôn hả? Ừ. Chị là donkey con mà phải không? Chị đâu có sợ mèo đâu. Đó là super mario cat mà. Con là super mario cat hả? Ta giống như con mẹ nè. Mẹ đi léo, áo lạnh cho con này.
Bạn thấy cái gì? Wow, cái này là nho, nho khô mọi người. Nho khô nè, nho khô luôn á. Ở nhà con nhiều lắm rồi. Con thích thôi đúng không? Qua đây ăn, qua đây, nắm tay ba nè. Nắm tay ba. Nắm tay ba. Đây. Apple cider hả? Này là gì? Rượu hả? Đây là cam, cam organic nè. Này chắc trái cây ở trong farm họ trồng họ đem họ ra họ bán luôn mọi người. Hộp almond. Almond sấy khô. Này hạnh nhân. Rồi cái này là ốc chó. Này chắc táo họ trồng ở trong vườn họ hái ra nè. Nhìn nó xấu xấu mà chắc nó chất lượng à. Không, mấy cái này chắc ở trồng ở trong vườn á. Nhìn nó xấu xấu nhưng mà nhìn nó chất lượng không? Đồ fresh luôn á. Đồ organic. Hey, wow. Chơi quýt nhìn lạ nhỉ. Quýt nho hả? Này là nho. Trái lại, nhưng này là trái gì nè? Loose orange. Phật thủ, trái Phật thủ. Trái Phật thủ. Buddha hen hả? Có nhiều người hỏi ăn được hay không? Con biết có ăn được không? Mà thấy chùa hay chân cái này nè. Dạ. Nè, mật ong nè em. Em. Mật ong. Mua không? Không. Thôi mật ong không? Có mật ong hả? Nước hả? Ủa nhìn giống mật ong vậy? Apple cider thế này nó làm cherry cider, peach cider. Ồ, này cider là nước ép thôi. Anh tưởng mật ong. Nhìn giống mật ong hả? Chem hả? Ừ. Cái này cũng chem luôn, cái này là treo lì luôn, không phải chem nữa mà là treo lì luôn. Đây là treo lì. Elderberry. Trái lạ ha. Có nhiều trái mình. Oh, pickle. Đây có cà pháo của mẹ nha. Cà pháo. Ủa mà trái cà pháo gì kìa? Trái nhỏ nè. Trái này nè. Trái lạ vậy ta. Đây này olive nè. Trứng cút hả? Ừ. Nhìn nó giống cà pháo đi. Có trứng cút. Tự nhiên quay lại mới sao chúng ta ủa trứng cút hả? Trời ơi. Nó muối. Trứng cút muối. Ừ. Cái này mới là pickle nè. Sao nãy giờ ba nói hai cái nào không sai vậy? Carrot và pickle luôn nè. Nãy giờ nói hai món nào không sai á. Đúng là không có đi chợ có khác. Hả? Đậu bắp người ta cũng làm pickle á. Đậu bắp pickle. Đậu bắp ngâm chua. Cái này là hàng đồ ngâm chua. Tỏi ngâm chua luôn. Gơ lẹp hả? Cái này là trái cây sấy khô. Ở trong đây là có mấy trái, mấy lát quýt với một cục đường với nho mà 25 đồng. Cái này là đồ sấy khô. Trái cây sấy khô mắc dữ vậy ta. Cái này có thốm 25 đồng hũ á. Sao mắc vậy? Thủ đấy nè, trời. Cái này chắc mắc hơn nữa. Mất. Này mất. Này apple cider. Ở ngoài nhìn tưởng không có đông mà vô trong đây thấy đông ha. Pie. Blackberry pie luôn. Cái này là mấy cái pie. Cái này mình được thử đó anh Tài. À, nó để sample mình thử coi. À, sample.
có muỗng này nữa nè. Ờ có muỗng, chắc mình phải múc lên. Cái này là táo sấy. Baked apple, yeah. Apple cinnamon. Khó ăn quá. Khó ăn anh Tài ơi. Con này tên là gì? Scarecrow. 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 Là cái thằng nhỏ. Cái này là Miss đúng không? Miss Carol. No. Để ngoài ruộng đúng không? Để ngoài cánh đồng đúng không? Tại sao phải làm cho con chim sợ? Cho nên phải dùng cái này hả? Dạ. Yeah, ăn giỏi quá. Ăn giỏi quá. Hình nộm. Người nộm. Người ta làm bằng cái này gọi là bằng rơm. Ủa cái này con công. Ê, con gà tây. Con cù kìa. Ủa rồi vô đường nào? Mấy bạn vô coi công kìa mấy bạn. Mấy bạn vô coi công đi. Cái cửa phải màu xanh nó mới đúng không? Mày đâu ai đi vô đâu. Nhưng mày vô hết. Cái cửa màu xanh thì như phải đi vô cái hướng đó đó. Đúng rồi, cái quầy xốc vé nó ngay cửa màu xanh đó mà. Trời ơi, con gà đẹp ghê chưa? Trời ơi, con gà cà tây này. Turkey, đúng rồi, turkey. Turkey. Hình như đóng cửa. Đâu? Wow, trời ơi. Ủa, con công này màu trắng nè. Peacock. Peacock. Hả, yeah. Peacock. Rồi. Nào giờ mới thấy con công màu trắng luôn á. Trước giờ thấy công màu xanh không à. Yeah. Con công này màu trắng à. Hả? Nó đổi màu đúng không? Nó change color hả? Đúng rồi. Kìa. Bạn kìa. Yeah. Con công này màu trắng vậy? Đổi màu. Một chút nữa thay đổi thành màu khác. Ân thấy turkey không? Dạ hả? Nó mới làm hả? Dạ. Turkey. Này, cái này sư tử, cái này sư tử rồi. Rồi cái này sư tử rồi. Không, ba quay con với con gà nha. Rồi, hai bạn làm gà kêu coi. Nó kêu nữa đó. Nó kêu là sao? Cho nó ăn đó. Blululululul. Cho nó ăn. Blululululul. Oh. Đứa này nãy giờ thấy rồi đó. Con gà làm sao? Bây giờ là Bằng đang ở trong tiệm kem The World mọi người, ở thành phố Bakersfield. Bạn Bằng nói là tiệm này rất là nổi tiếng ở Bakersfield luôn. Rồi cái lúc mà đi vô cái tiệm này xong rồi mới biết là nó nổi tiếng cái nào thì mọi người coi nha. Đồng cũng kiếp. Đó. Tiệm kem cũng không có lớn lắm nha, cũng nhỏ thôi nhưng mà rất là đông mọi người. Quá trời người đang ở đây nè. Đó, đang đợi mua kem á. Ủa, ngon á. Ngon. Cho Jay thử nè. Jay ngồi chứ bà nè. Lấy muỗng nữa, hỏi muỗng nữa. Đó. Wow. Yeah. Nhà Bằng order 2 ly nha, 1 ly strawberry với 1 ly chocolate. Jay cẩn thận. Đó, coi ngon không nè. Thử miếng này. Ngon không? Em lấy. Ngon không? Rồi ăn cái ly này chắc ngon lắm. Ồ, coi chừng cái ly nó chạy mẹ ơi. Phải dịnh cái ly giùm Jay nè. Gì Jay?
Ly gì ngon? Tao mua một. Rồi chị ngồi đi. Chị ngồi cái chừng té nha. Không sao, kệ nó đi, kệ nó, kệ nó. Con phải ăn tốc độ lên. Trời đây hơi nóng quá con. Ngon quá, ngon quá. Yeah, good nha, good nha. Đây. Đây là ice cream of the month, còn này là dessert of the month. Còn ổng kìa. Bác cầm tiếp đi con, bác cầm tiếp đi con. Đứa đây. Thôi đi, cầm tiếp nè. Cái này nó có cái nhân gì ngon không nha? Cái hả? Cái em ăn phụ chay đi, nó chảy nè. Nhanh nè. Strawberry con thích đó. Nhưng mà có cheesecake nó có thêm. Yeah, có cheesecake ngon lắm. Sis, I got it. Ngon quá, ngon quá. Do you have a strawberry tea cake? Yeah, I have one more strawberry cheesecake. Oh, okay, sorry about that. No. Ăn xong rồi giờ biết tại sao nó đông nha. Không mà rẻ nữa. Rẻ hả? It's so cheap. It's so cheap. It's so cheap. Like the cheapest possible universe. No, I'm not lying to you. I look at it like, no, this like to make mistake. It's real, so good. It's real. I thought it's like 3 times the price. There's no way. That's why I tipped them so well, like something is wrong. I look at something really wrong. Yeah, it's so cheap, like beyond. Rẻ hơn cái kem ở Universe á. Universe thì giá vậy hay là nhất cũng $10. Oh yeah. Ngon quá. Yellowstone. Kì đó mình đi Yellowstone. Yellowstone. Yeah. Mắc lắm, mắc. Yeah. It's so cheap. It's like beyond cheap. Mà ngon quá. Ngon ha. Ethan, share your with Serena. Share her. Ask her she wants. Rồi bây giờ ba qua ăn với chay nè. Nãy giờ ăn với ân rồi ha. Để cho ba qua ăn với chay nè. Rồi mẹ qua đây. Ở bên. Qua ăn với chay. Chay chay lấy đây đi chay. Chay đừng lấy đó. Con Thảo thôi đi. Đây nè. Thử chocolate nè. Chocolate. Dạ bà thử của chay nha. Cho bà ăn chung với chay nha. Không cho bà ăn luôn hả? Share to daddy. Daddy gonna buy the cho bà ăn miếng đi. Cho bà ăn miếng đi. Ba biết rồi, không làm đổ đâu. Cái này cũng ngon. Cái này cũng ngon. Ngon, cái chocolate chip là ngon béo á. Cái này ngon hơn nè. Cái cheesecake ngon hơn. Có lấy spoon không chị? Cái lấy muỗng chưa? Ba cho cái chuối nó chay quá nữa đi. Mẹ cho nè, mẹ cho. Im mà lấy cho ăn nha. Rồi. Sao vậy chị? Mẹ xin mà. Mẹ xin. Ok. Hồi nãy no, chocolate chip, no strawberry. Nó hả? Chị ạ. Lại bây giờ cái no strawberry con share. Try this. Come here. Cookie and cream với Ethan ăn ok không? Yeah, get some more water. Rất ngon nè.